200 năm lịch sử phát triển là câu chuyện về các giai đoạn cách mạng của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và vai trò không thể thiếu của những con người đã cống hiến cho sự thành công của công ty. Trong những năm đầu thập niên 80, một chàng trai người Anh tên là William Colgate tin rằng ông có thể mang đến sự cách mạng trong sản xuất và kinh doanh xà phòng. Vào thời điểm ấy, hầu hết các loại xà phòng vẫn được làm tại nhà và một ít được bán trong các sọt và thùng. Năm 1806, William ở tuổi 22 đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình tại số 6 đường Dutch, thành phố New York. Ngay từ những ngày đầu, ông đã xác định đạo đức kinh doanh là trên hết và thể hiện sự cam kết sâu sắc nhằm cải thiện cuộc sống của con người. Ngay khi đó, ông bắt đầu bán ra các loại xà phòng với dạng bánh và thường giao hàng đến tận nhà khách hàng. Đây là một hình thức marketing mang tính sáng tạo cao vào thời đó. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao về xà phòng, tinh bột và nến, công ty được di dời và mở rộng, tăng cường trang thiết bị cho nhà máy ở thành phố New Jersey, đối diện dòng sông Hudson. Dưới sự lãnh đạo của Samuel, con trai William Colgate, công ty bắt đầu sản xuất dầu thơm và cho ra đời loại xà phòng thơm đầu tiên. Sản phẩm nổi tiếng nhất là Cashmere Bouquet, và sau đó không bao lâu đã trở thành sản phẩm thành công đầu tiên của công ty trên toàn cầu. Trong những thập niên cuối của thế kỷ, nhu cầu về những sản phẩm chăm sóc cá nhân tăng cao, dẫn đến sự ra đời của bột kem đánh răng và kem da khoa Colgate đầu tiên được bán dưới dạng chai, lọ. Đến năm 1896, Colgate là đơn vị đầu tiên trong số các nhà sản xuất kem đánh răng cho ra đời loại bao bì dạng ống tuyếp. Sang thế kỷ mới, Colgate và công ty đã quảng bá cho 800 sản phẩm, gồm 160 loại xà phòng tắm, xà phòng giặt, dầu thơm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác. Năm 1906, kỷ niệm 100 năm thành lập công ty là cột mốc đánh dấu sự kế thừa những bước tiến mang tính cách mạng, sự lớn mạnh của nhãn hiệu và vai trò của những con người Colgate. Ngài Chủ tịch Richard Moore Colgate đã bày tỏ niềm tự hào về danh tiếng của công ty. Có rất nhiều cuộc cách mạng và phát minh trong thế kỷ qua, như sự xuất hiện của xe lửa, xe hơi, nhiếp ảnh. Nhưng tôi rất biết ơn khi nói rằng có điều không hề thay đổi, đó chính là tiêu chí kinh doanh chân chính của ông tôi. William Colgate, sự liêm chính là điều cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Và tôi nhấn mạnh quan điểm của ông, đó là con người của chúng ta chính là tương lai của công ty này. Năm 1908, sau 102 năm là sở hữu tư nhân của gia đình, Colgate trở thành công ty cổ phần của công chúng. Ít lâu sau, Colgate cam kết thực hiện chương trình giáo dục chăm sóc răng miệng lâu dài, bắt đầu bằng chương trình hướng dẫn từ một trường học ở Mỹ, đến hoạt động phát kem đánh răng miễn phí ở Nga và các bài học hướng dẫn chăm sóc răng miệng từ các chuyên gia vệ sinh răng miệng. Hai năm sau đó, ban điều hành công ty dời đến trụ sở ở New Jersey, nơi mà đồng hồ Colgate nổi tiếng là lớn nhất thế giới và trở thành một địa điểm quen thuộc trong 8 thập kỷ tiếp theo. Năm 1928, công ty sáp nhập với một công ty nổi tiếng là Parmalee Pitt. Đó là kết quả sáp nhập của công ty Pitt Brothers và công ty Parmalee. Sự thay đổi lớn này đi cùng với dòng sản phẩm xà phòng Parmalee nổi tiếng với hai thành phần đột phá là sữa cọ và dầu ô liu. Tiến trình toàn cầu hóa của chúng tôi được bắt đầu từ thời điểm này. Chi nhánh đầu tiên của Colgate quốc tế được đặt tại Canada. Và chỉ một năm trước và sau sự lớn mạnh của Parmalee Pitt, chúng tôi đã mở rộng hoạt động sang các thị trường Nam Thái Bình Dương và châu Á, xuyên suốt toàn châu Âu, châu Mỹ Latin và châu Phi. Qua nhiều thập niên, tại tất cả các khu vực này, nhãn hiệu của chúng tôi đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người dân địa phương. Các thành quả kinh doanh đó và những con người Colgate đã xây dựng nên chúng đã hợp nhất để tạo nên một sức mạnh đột phá trên toàn cầu. Trong suốt thập niên sau Thế chiến thứ hai, công ty đã thêm vào những phương thức tiếp thị và quảng cáo hiện đại. Sự nghiệp kinh doanh toàn cầu tiếp tục được phát triển. Và công ty sớm trở nên nổi tiếng với các mẫu quảng cáo sáng tạo, lôi cuốn, phát trên truyền hình ở Mỹ và trên toàn thế giới. Tên hiện nay của tập đoàn Colgate Parmalee được ra đời vào năm 1953 và 3 năm sau đó, trụ sở chính được thành lập tại số 300 đại lộ Park Avenue, New York.
Năm 1962, công ty mở rộng hoạt động trung tâm nghiên cứu toàn cầu tại Piscataway, New Jersey và tăng cường đầu tư phát triển sản phẩm mới. Năm 1976, Khơn Kép mua lại Hughes Pet Nutrition, một công ty chuyên về dinh dưỡng cho thú nuôi, và sở hữu thị trường sẵn có của thương hiệu này. Cuối những năm 1930, tiến sĩ Mark L. Morris, người tiên phong trong lĩnh vực chuyên gia, đã tạo nên sự đột phá quan trọng trong khoa học về dinh dưỡng cho thú nuôi trên lâm sàng. Trong hơn 6 thập kỷ tiếp theo, ông còn là người có tầm nhìn xa với hàng loạt những cách mạng tiên tiến trong lĩnh vực thực phẩm cho thú nuôi. Đến giữa năm 1980, chúng tôi khởi động chiến lược trở thành công ty bán hàng tiêu dùng toàn cầu thực thụ bằng cách tập trung vào những ngành hàng cốt lõi như chăm sóc răng miệng, chăm sóc thân thể, vệ sinh nhà cửa và dinh dưỡng thú nuôi. Khía cạnh chủ chốt của chiến lược này là phát triển khả năng độc nhất nhằm nắm bắt khách hàng trên toàn cầu. Chúng tôi đã phát triển một chương trình đào tạo toàn diện trên toàn cầu dành cho mọi bộ phận chức năng trong kinh doanh. Giá trị cốt lõi của công ty là sự quan tâm, không ngừng cải tiến và làm việc theo nhóm mang tính toàn cầu. Một cam kết mạnh mẽ về sự nghiêm chính trong kinh doanh và sự tôn trọng lẫn nhau giữa toàn bộ nhân viên Colgate. Chương trình You Can Make a Difference nhằm tôn vinh những giá trị và ghi nhận những sáng tạo và thành quả đạt được của nhân viên Colgate trên toàn thế giới. Các sản phẩm mới liên tục được ra đời. Nuevo lavaplatos acción crema, el friega más. Đây còn là thời kỳ của những chuyển nhượng thương hiệu chủ chốt để tăng cường sức mạnh toàn cầu của công ty. Năm 1985, chúng tôi mua lại Harley & Hazel, một công ty chăm sóc răng miệng hàng đầu ở Hồng Kông, để gia tăng sức mạnh tại thị trường châu Á. Soft Soap ra đời, góp phần dẫn đầu toàn cầu trong ngành xà phòng dạng lỏng. Kim Bennett, một công ty có giá trị lớn, trở thành một phần của Colgate. Công ty đã đạt được một số nhãn hiệu dẫn đầu thị trường về sản phẩm khử mùi cơ thể và chống mồ hôi. Việc mua lại công ty chăm sóc răng miệng khổng lồ Colinus tại Brazil là thương mại lớn nhất trong lịch sử của Colgate, đã tạo nên sự đóng góp to lớn để đưa công ty lên vị trí dẫn đầu trong chăm sóc răng miệng toàn cầu. Bổ sung gần đây nhất là GABA, một công ty chăm sóc răng miệng được đánh giá cao tại châu Âu, đặt tại Thụy Sĩ, đã tăng cường thêm cho vị trí hàng đầu trên toàn thế giới về chăm sóc sức khỏe răng miệng. Cũng trong thời gian này, những cam kết về giáo dục chăm sóc răng miệng được mở rộng, trở thành tiên phong toàn cầu thực thụ. Và đến nay, mỗi năm công ty đã tiếp nhận được 50 triệu trẻ em. Những chương trình dài hạn khác như Mexico Atresless Colgate, chương trình Games cho phụ nữ Colgate, hay những chương trình hỗ trợ tăng cường sức khỏe tại châu Phi và nhiều đóng góp trong chuyên ngành nha khoa đã và đang được tiếp diễn nhằm thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Colgate trên toàn thế giới. Năm 1990, với những biến động về chính trị, hình thành nên nhiều thị trường kinh tế mới. Công ty đã nhanh chóng mở rộng khắp Đông Âu và thị trường mới hợp nhất của Nga, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Tất cả thị trường với hơn 2 tỷ người tiêu dùng mới hiện đang sử dụng sản phẩm của Colgate. Những năm cuối thập niên vừa qua, công ty đã phát triển một cách hoàn thiện và cho ra đời những sản phẩm mang tính cách mạng trên toàn cầu, như Colgate Total và nhiều khái niệm sản phẩm mới. Ngày nay, khi bước vào thập niên thứ 3, cuộc hành trình vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã thực sự trở thành công ty toàn cầu với các hoạt động kinh doanh hiện đang tiến triển tại hơn 220 quốc gia, trở thành nhãn hiệu tiêu dùng toàn cầu với những cuộc cách mạng tiến triển thành công. Và chúng tôi cũng muốn nói rằng, tất cả những người Colgate trên toàn thế giới đều hướng đến sự lớn mạnh toàn cầu. Điều này là nền tảng cho sự thành công của công ty trong 200 năm qua và sẽ tiếp tục là nền tảng cho sự thành công của công ty tại bất cứ nơi nào tiếp theo trong suốt hành trình phát triển.